Chào mừng các bạn đã đến với tiết học ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau học tiết tập đọc có chủ đề là Rước đèn ông sao. Bây giờ thì các bạn hãy lắng nghe cô đọc và xem bài ngày hôm nay của chúng ta có thể chia làm bao nhiêu đoạn nhé. Rước đèn ông sao. Tết Trung Thu đã đến, mẹ Tâm rất bận nhưng vẫn sắm cho Tâm một mâm cỗ nhỏ, một quả bưởi có khía thành 8 cánh hoa, mỗi cánh hoa cài một quả ổi chín, để bên cạnh một nải chuối ngự và bó mí tím. Tâm rất thích mâm cỗ, em đem mấy thứ đồ chơi bày xung quanh, nồm rất vui mắt. Chiều rồi đem xuống, trẻ con bên hàng xóm bập bùng trống ếch rước đèn. Lúc đó Tâm lại thấy không thích mâm cỗ của mình bằng đám rước đèn. Tâm bỏ mâm cỗ chạy đi xem. Tâm thích nhất cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm. Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ, trong suốt. Ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn, có những tua sấy đủ màu sắc. Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con. Tâm thích cái đèn quá, cứ đi bên cạnh Hà, mắt không rời cái đèn. Hà cũng biết là bạn thích nên thỉnh thoảng lại đưa cho Tâm cầm một lúc. Có lúc cả hai cùng cầm chung cái đèn. Reo, tùng tùng tùng, dinh dinh. Theo Nguyễn Thị Ngọc Tú. Vừa rồi thì các bạn đã được lắng nghe cô đọc bài. Và bài này thì chúng ta có thể chia làm 3 đoạn. Các bạn hãy đánh dấu vào trong sách của mình 3 đoạn này nhé. Đoạn thứ nhất, chúng ta có là từ đầu cho đến nom rất vui mắt. Đoạn thứ hai, tiếp theo, chiều rồi đem xuống cho đến cắm 3 lá cờ con. Đoạn thứ ba là đoạn còn lại, Tâm thích cái đèn quá cho đến hết. Các em đã ghi chú xong chưa nào? Tiếp theo, chúng ta đến với phần luyện đọc. Các em hãy quan sát và đọc theo cô. Mâm cỗ, mâm cỗ, nom, nom, trống ếch, trống ếch, trong suốt, trong suốt. Nào chúng ta cùng đọc lại. Mâm cỗ, nom, trống ếch, trong suốt. Tiếp theo chúng ta đến với phần giải nghĩa từ. Và từ chúng ta cần giải nghĩa đó là chuối ngự. Chuối ngự là gì nào? Chuối ngự là chuối quả nhỏ khi chín ruột màu vàng, rất thơm, ngày xưa thường dùng để dâng vua. Đây là hình ảnh của quả chuối ngự đó các em. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau luyện đọc từ khó và giải nghĩa từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc câu dài. Các em hãy quan sát trong bài xem câu nào mà chúng ta cảm thấy dài, khó đọc nào. À, cô có một câu dành cho các em để chúng ta hôm nay sẽ luyện đọc. Các em hãy quan sát lên màn hình. Các em chú ý và dùng bút chì đánh dấu những chỗ ngắt nghỉ hơi cho đúng vào sách của mình để ở nhà chúng ta có thể luyện đọc được. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu một lần. Mẹ Tâm rất bận nhưng vẫn sắm cho Tâm một mâm cỗ nhỏ. Một quả bưởi có khía thành 8 cánh hoa. Mỗi cánh hoa cài một quả ổi chín, để bên cạnh một nải chuối ngự và bỏ mí tím. Các em đã đánh dấu xong chưa nào? Tiếp theo cô cũng có hai câu. Các em nhớ đánh dấu vào trong sách của mình để khi chúng ta luyện đọc thì chúng ta có thể đọc ngắt nghỉ hơi đúng và bài sẽ hay hơn. Bây giờ thì các em hãy lắng nghe cô đọc. Hà cũng biết là bạn thích nên thỉnh thoảng lại đưa cho Tâm cầm một lúc. Có lúc cả hai cùng cầm chung cái đèn. Reo, tùng tùng tùng, dinh dinh. Vừa rồi thì cô đã hướng dẫn cho các bạn luyện đọc câu dài. Ở nhà các bạn nên luyện đọc lại bài này và sau đó các bạn hãy tìm hiểu bài qua bộ câu hỏi bên dưới bài và phản hồi cho cô biết. Cô rất mong phản hồi từ các bạn. Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn.